Một combo nhà chính Town 15 leo rank huyền thoại 5k6, tất cả sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một combo của sếp Thanh Phong bay 5k6 huyền thoại nha. Bạn ấy áp dụng để bay mùa tháng 9 với 5.643 cúp, mùa tốt nhất của bạn ấy từ trước đến nay luôn. Và chúng ta hãy cùng xem. Đây là combo bạn ấy sử dụng, các xem này: 7 rồng lửa này, 1 lava này, 3 em rồng kỵ sĩ, 1 super wish với cả là 7 balloon. Phòng thủ bạn ấy chưa hề mắc. Sếp nào mà mua vé sự kiện, vé vàng, gói gem hay là những gói ưu đãi ở trong cửa hàng mà các sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình với hơn 150.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Còn sếp nào mà tự nạp được rồi thì anh em nhớ bấm vào chữ C trong cửa hàng, anh em nhập mạng Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn anh em rất nhiều về điều này nhá. Chúng ta cùng đến với những trận thi đấu bạn đánh 3 sao nhá. Combo này bạn chia sẻ là cũng dễ đánh thôi. Chỉ việc miễn sao thả quả lava cũng như là khí cầu chiến nó vào chỗ cụm nhà chính cho Super Archer nó dọn là được mà. Đây, pha này bạn lách ở giữa hai cái thổi gió này. Ui, không quản giáo luôn. Ui, nhân bản cho Archer tiến lên phía trước một chút. Ui, được. Cụm này lại còn phá được thêm cả công trình hai bên. Đấy, vào ăn nhà chính ngon nghè luôn. Được. Đấy, thế là thắng lợi rồi. Chỉ cần như vậy thôi là thắng lợi rồi. Nhà 15 múc nhà 16 bình thường luôn sếp. Ok. Như vậy là đã xong nhà chính này. Đã dọn được một cánh này. Super Wish chạy bên đây. Vậy là tướng tá rồng. Rồi bên này có quản giáo luôn. Ăn đại bàng. Chỉ một em Super Wish bên đấy thôi sao. Địch bầu nó đi nó bắt Big Boy. Thì con wish của mình đứng trưởng bên này. King Queen có mặt. Ôi. Rồi champion gặp ngay thanh niên King 95 vụt trò. Tím người. Mũi tên khổng lồ của Queen kích hoạt cái tháp tàng hình. Hay. Trang bị đây các bạn nha. Anh em cứ ốp vô mà xài thôi. Quả này cái tàng hình đã bung rồi. Thì vấn đề mấy anh em còn lại xử lý bằng một pha đóng băng. Địch bầu. Không ăn thua. Ôi, Queen 80 vẫn có. Hitler bơm phía sau nữa là múc Queen 95 của đội bạn nhẹ luôn mà. Thanh niên King ở đây sử dụng cuồng nộ với găng tay. Giờ tí nó vụt cho. Lại phải 3 sao bạn nhá. Uy tín luôn chứ giỡn à. Này thì vụt với chúng tôi này. Này thì xúc này. Bom đèn tím người. 3 sao. Êm. Tiếp tục cho anh em xem. Đây đây đây. Quả nhà này trung tâm phía trong à. Bạn gặp thêm súp. À chờ nó múc nữa thì lại tím ngay. Ca này khí câu chiến à, đi hướng ở giữa đây. Hai cái thổi gió. Bạn lách ngang luôn. Lava đi trước. Rồi, úi giời ơi. Hạ cánh ở đây là đẹp rồi. Còn nhân bản ra nữa mà. Chỗ này là những công trình nó xếp sát nhau thì là không có bom bẫy rồi. Đây. Không có ô trống nhiều thì không sợ bom bẫy. Úi giời, mô tả nó dội cho. May mà vẫn còn thở được. Phải cứu những em A chờ còn lại. Mà lúc này thì không bốc được nhà chính. Wow. Sếp sẽ xử lý ra sao trong trường hợp này đây. Mũi tên khổng lồ vừa mới kích hoạt. Vụt đại bàng gần tím rồi. Bầy rồng đi riêng một góc. King Queen đi một góc. Và như vậy là không có siêu công thành binh để mở tường đâu nha. Công nhận đưa em Super Wish ra để đi diệt lính clan hay phết đấy. Rồi champion chạy vào bế em đại bàng. Đúng rồi. Lực lượng rồng bên kia đang tẩm quất vào Queen 95. Một thổi thôi là tím. Rồng kỵ sĩ múc công trình phòng thủ. Còn rồng lửa thì vét công trình còn lại. Băng bịt cái tháp tàng hình không? Có lẽ là có chứ sếp. Đấy, phải bịt được quả tàng hình và ăn được nhà chính ấy. Lụm được thêm vào X-Bow.
Là Inferno một tia nó được bảo vệ không? Không luôn. Rồi champion hay quá. Mộ. Và bây giờ thì từng này anh em lực lượng mà còn có mỗi cái pháo để đá không lẽ không dứt được. Thì nó lại buồn cười. Bu lại mà thịt. Này. Queen này. Đấy. 3 sao luôn, tham 15 đánh tham 16 nhẹ lắm nha anh em nha. 10 điểm luôn bạn ơi. Rồi, làm trận này nữa cho nó khí thế nè. Quả này bạn sẽ tính ăn cái gì đây? Nhiều dạng bay khác nhau để cho anh em thấy được sự đa dạng của combo. Thích đánh kiểu gì cũng vụt được hết. Sếp sẽ đưa khí cầu chiến vào đâu để múc đây. Như vậy là chạy rất xa. Từ phía sau lên. Ở chỗ này bạn bế đại bàng. Á, bom bậy. Cùng nhà bằng lava. Rồi. Đứng đây ở đây mà vụt tung hoành vào. Dọ được nhiều đồ chơi phết đấy. Bắt được đại bàng luôn. Ngon, mấy con đá. Ui, không kịp. Gặp quả bom ở đó to quá. Và bây giờ mũi tên khổng lồ làm nốt phần còn lại đây này. Việc bắt lính clan ở đây là quan trọng. Và sếp đầu tư luôn cả thanh niên kinh. Phía bên này quản giáo với rồng đã bận gồng rồi. Đến tiếp. Xông pha tiếp. Như vậy là chỉ còn cái vị trí nhà chính kia thôi sếp ạ. Lính clan này. Bị tiêu diệt rồi này. À cái air defense. Yeah, defense nó bắt kha khá rồng. Đội quân chia làm hai hướng rồi. Bầy rồng bên này bị cái air defense nó vụt xót xa quá. TT tham chiến. Đúng rồi. Phải cứu lấy anh em chứ. Đoạn này sếp chỉ còn đúng duy nhất một cái đóng băng. Và quyết định xài luôn. Nhanh còn kịp. Cái tàng hình nó bung lên này. Đây là chỗ mà đội quân nó đốt này. Cái nhà chính này nó đốt quân kinh khủng. Băng mình xài trước rồi mà. Tiếp tục nó đốt của Queen này. Super Witch ở phía sau này. Như vậy còn đây thôi. Cái nhà chính. Super Witch chạy lên để múa. Vâng, cơ hội cuối cùng đến từ Big Boy và Super Witch. Hay. Một em nữa cho sếp. Và lần này sẽ là gì đấy ạ? Hai cái độc. Nhưng mà mình cứ trốn thôi. Độc ở đấy mình chưa dính gì thôi. Cứ trốn được, cứ trốn đã. Ổn luôn. Sao? Ok sếp. Mũi tên khổng lồ của em Queen phá thêm một số công trình phòng thủ nữa. Rồi rồng một bên nữa thì rồng. À kinh một bên thì rồng vào giữa này thôi. Cứ vậy là xúc thôi. Không có gì phải xoắn hết. Game nó lại dễ sếp ạ. Thành như kinh bị ích bông mặt đất vụt mà thật không sao. Cái này chúng tôi xử lý được hết. Royal Champion đi theo để hỗ trợ cho em Queen luôn trong trận này. Ok. Lại phải lụm thôi. Bạn có chịu được nhiệt không? Uy tín luôn bạn nhá. Kinh còn chưa bung kỹ năng này. Bộ ria với cả là găng tay. Vâng, đánh cả buổi luôn vẫn đang còn thoải mái máu. Rồi, tuyệt vời. Làm thêm trận nữa đi nhỉ. Cho khí thế. Đây các sếp nhá. Nhà này nữa này. Nhớ là lưu ý là Queen là mũi tên khổng lồ. Đó, bạn làm được cây thổi gió luôn. Đẹp. Đi Queen riêng một góc này. Kinh hỗ trợ tiếp này. Baron cứ vậy là dàn hàng ngang thôi. Rồi champion không ăn cái air defense bên kia.
mà có Super Wish. Còn giáo bung kỹ năng bật gồng luôn để cứu cho Royal Champion, nó kinh hoàng, nó phá hủy mạnh mẽ hơn ở trong hướng này. Tốt, anh em chạy lên cụm khung phía trên đây. Super à, chờ nó phát huy tác dụng ở cụm khung phía sau. Bầy rồng cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Đúng rồi, sốc hết này. Còn Super A chờ tâm này vẫn đang còn khỏe để hỗ trợ cho anh em từ phía sau lên. Và rồi lại hẹo bay thôi. Tesla tập trung hướng 9 giờ thì lúc này bạn xong hết rồi. Mẫu bay của bạn nằm rồi. Rồng phía sau vẫn đang còn quá đông. Đấy, anh em thấy hay cho được like, share, chia sẻ video combo này luôn các bạn nhé. Và những anh em có những combo mẫu bay tốt thì cứ chia sẻ thôi. Chúng ta cùng làm video như thế này nữa để cho anh em đánh heo rank huyền thoại cũng như đánh vua một cách hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới. Hay cho lượt like, share, đăng ký kênh. Nhớ nhập mã Akari trước khi múc gói. Bilo quốc gia thì liên hệ fanpage của tớ với hơn 156.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Chúc anh em ngày mới tốt lành. Bye bye. This is the moment we rise.